Vâng, tôi là linh mục Đinh Hữu Thoại. Như thế là chút thì chúng tôi thấy công an giao thông rồi thanh tra xây dựng, công an Mão Xanh nữa, chốt hết tất cả các ngã tư trước cổng nhà thờ đó, ngã tư bởi bởi thanh quan kỳ đồng nên chắc chắn là chúng tôi không có đi xe được, nên chúng tôi đã quyết định là đi bộ hết. Trong đoàn chúng tôi gồm có tôi, Tạ Đỗ Phụng, chị Tạ Minh Tú, chị Hằng, blogger An Bộ Nguyễn, blogger Bùi Chát, blogger Binh Nhì, blogger Dũng Ayutu, và một số người nữa, chị Dương Thị Tân nữa. Chúng tôi đi bộ trên tuyến đường Bàn Thanh Quan, rồi quẹo trái qua Điện Biên Phủ, quẹo phải về Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trên đường đi thì công an an ninh đi theo rất là đông, đi theo nhưng mà không làm gì, chụp hình, quay phim. Rồi đến một cái ngã tư, đến một đoạn trên đường Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì vì cha Thanh, cha Lê Ngọc Thanh bị đau chân cho nên ngài phải ngồi xe máy, có một giáo dân chở đi, họ đã chặn xe lại, công an giao thông chặn xe lại kiểm tra giấy tờ, thì giấy tờ đầy đủ cho nên làm gì được và tiếp tục đi. Cha Thanh đi xe máy nhưng mà đi cùng với chúng tôi, đi cái tốc độ cùng với nhau, cho nên tất cả những cái diễn biến xảy ra thì chúng tôi biết hết. Đến quẹo qua Điện Biên Phủ thì cha Thanh lại tiếp tục bị hai công an giao thông khác chặn thêm một lần nữa, chặn xe thêm một lần nữa, và vì giấy tờ đầy đủ cho nên họ cũng buộc phải để cha Thanh tiếp tục đi. Thì chúng tôi đến ngay ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần, thì từ bên đường một khoảng 50 tourist security, tức là cảnh sát du lịch đó, được lệnh là dàn hàng ngang ra chặn đường chúng tôi lại và không cho đi, nữa. Và sau đó đứng dàn dàn co một lúc một hồi thì công an quận 6, quận 3, ông trưởng công an là Trần Sông Nam đã ra lệnh cho tất cả các thuộc cấp phải bắt hết những người, nhóm người đó về sở công an rồi. Thì 6, quận 3, ngay trên đường Võ Văn Tần số 18, thì họ không bắt chúng tôi là ra đây. Thì tôi tiếp tục đi bộ, đi hướng khác, hướng về phía tòa. Thì có một người phụ nữ khoảng chừng trên 50 tuổi đi đi bộ theo tôi và tự xưng là cán bộ của mặt trận quận 3, khuyên tôi không nên ra tòa đi về. Thì tôi đang nói chuyện với chị ấy, thì có một anh cảnh sát du lịch đến nói rằng là công an trưởng công an phường 6 quận 3 mời tôi về trụ sở làm việc. Thì tôi từ chối, tôi nói tôi đang đi đường không có việc gì để làm việc với công an, anh về anh nói với sếp của anh đó, tôi không có đến đâu. Thì sau đó tôi thấy sau lưng tôi là cả khoảng 4 năm an ninh chìm đi theo sau lưng, chắc chắn là tìm cách ngăn chặn tôi đến tòa, cho nên không có đến được. Họ chặn hết theo, và sáng nay thì họ đã bố trí một lực lượng rất là đông đảo hùng hậu, và có thể lên đến cả hàng trăm công an, thanh tra xây dựng các loại, quận 3, cơ động, công an chìm. Thì trên đường chúng tôi đi đó có một cái sự kiện xảy ra là họ đã dựng các cái băng rôn, những băng rôn nó để trên xe máy của Thanh, thì họ chạy đến họ dựng xong họ chạy tiếp, họ dựng chỉ còn được một cái thôi. Tất cả những cái băng rôn yêu cầu trả tự do cho những người yêu nước thì đã bị dựng hết, bị công an chìm dựng hết. Hiện nay nghe nói là một số người trong nhóm người nãy đó thì bị đưa chuyển qua công an quận 8, quận 3, chứ không phải là tất cả là công an quận 6. Tôi được biết như vậy.